Xin chào cả nhà yêu thương, lại là cô Dung đây. Có nhiều bạn hỏi cô Dung về chuỗi bài tập giúp cho tay thon, lưng gầy và cổ thẳng. Thì hôm nay cô Dung sẽ mời cả nhà cùng tập chuỗi bài tập với cô Dung nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nào, let's go. Ngồi ở tư thế mông trên gót, hai tay vươn ra phía sau, đẩy căng lồng ngực lên, hít sâu vào, thở ra, hít vào, thở, hít, 3, hít, 4, hít, 5, hít, 6, hít, 7, hít, 8, hít, 9, hít, 10, tiếp tục nào, 10, 9, 8, thở đều đặn ra, 7, 6, 5, 4, vươn dài đỉnh đầu lên, 3, 2, 1, tiếp tục nào, hít vào, hai tay chúng ta đặt ở hai bên hông, 4 ngón tay ra sau, 4 tay, ngón tay cái ở phía trước, rồi ngồi thẳng lưng, vươn dài đỉnh đầu, hít vào và nhịp hai khuỷu tay ra sau, thở, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục nào, tay phải lên, hít sâu vào, nghiêng qua bên trái, thở, hít, thở, hít, 3, hít, 4, hít, 5, hít, 6, hít, 7, hít, 8, hít, 9, hít, 10, tiếp, hít, 9, hít, 8, hít, 7, hít, 6, hít, 5, hít, 4, hít, 3, hít, 2, hít, 1, đổi bên nào, hít vào, thở, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp tục nào, thẳng cổ lên, hai tay đang nâng lên, hít sâu vào, qua phải thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, 3, hít, đổi, hít, 4, hít, đổi, hít, 5, hít, đổi, hít, 6, hít, đổi, hít, 7, hít, đổi, hít, 8, hít, đổi, hít, 9, hít, đổi, hít, 10, hít, đổi, hít, 10, hít, 9, hít, 9, hít, đổi, hít, 8, hít, đổi, hít, 7, hít, đổi, hít, 6, hít, đổi, hít, 5, hít, đổi, hít, 4, hít, đổi, hít, 3, hít, đổi, hít, 2, hít, đổi, hít, 1, hít, đổi. Rồi, tay. Tập hiệp thứ hai bắt đầu nào, hít sâu, thở, hít, thở, hít, thở, hít, 3, hít, 4, hít, 5, hít, 6, hít, 7, hít, 8, hít, 9, hít, 10, hít, 10, hít, 9, hít, 7, hít, 6, hít, 5, hít, 4, hít, 3, hít, 2, hít, 1. Ra sau. Hít vào, tay up lên. Rồi, tiếp tục lần thứ hai nào. Hít vào, thở, hít, thở, hít, 3, hít, 4, hít, 5, hít, 6, hít, 7, hít, 8, hít, 9, hít, 10, hít, 10, hít, 9, hít, 8, hít, 7, hít, 6, hít, 5, hít, 4, hít, 3, hít, 2, hít, 1. Hít vào, tay sau gáy, nghiêng qua, thở ra, hít, 2, hít, 3, hít, 4, hít, 5, hít, 6,
hít 7, hít 8, hít 9, hít 10, hít 10, hít 9, hít 8, hít 7, hít 6, hít 5, hít 4, hít 3, hít 2, hít 1. Lên hít vào đổi bền. Thở ra 2, 3 thở, 4 thở, 5 thở, 6 thở, 7 thở, 8 thở, 9 thở, 10. Tiếp 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, tay đàn nâng lên. Phải, trái, 2, đổi, 3, đổi, 4, đổi, 5, đổi, 6, đổi, 7, đổi, 8, đổi, 9, đổi, 10, đổi, tiếp, tiếp, 9, đổi, 8, đổi, 7, đổi, 5, đổi, 6, đổi, 4, đổi, 3, đổi, 2, đổi, 1, đổi. Trở về hiệp thứ 3, hít sâu vào, cố lên, hiệp thứ 3 nữa đủ rồi nào, thở. Vỗ luôn, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai tay úp vào, hít vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, thở. 2, 3, luôn siết bụng lại. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, đổi, thở. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, lên, thở, đổi, 2, đổi, 3, đổi, 4, đổi, 5, đổi, 6, đổi, 7, đổi, 8, đổi, 9, đổi, 10, đổi, 10, đổi, 9, đổi, 8, đổi, 7, đổi, 6, đổi, 5, đổi, 4, đổi, 3, đổi, 2, đổi, 1, đổi. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Hít sâu, thở ra. Các bạn cảm thấy như thế nào rồi? Vai và lưng cũng như cổ của các bạn đang nóng dần lên, kích hoạt các cái cơ lên. Các bạn muốn có đôi vai gầy, lưng thon và bắp tay thon thì các bạn nhớ tập bài này mỗi ngày nha. Và đừng quên bấm nút theo dõi kênh màu đỏ bên dưới của cô Dung và chiếc chuông để nhận những bài tập mới nhất từ cô Dung nha. Còn những tư vấn gì từ cô Dung thì nhớ liên hệ với cô Dung qua số điện thoại 0702662906 cả nhà nha. Và theo dõi cô Dung ở trên các nền tảng mạng xã hội, trang fanpage Yoga Pilates Kim Dung, Kim Dung Nguyễn Thị.
Và bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.